Phật thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xã Phương Tiện Kinh, quyển thứ hai. Đại Chánh, Hán dịch Tần Thí Hộ, phiên âm và trực dịch Nguyên Tánh và Nguyên Hiển, hiệu đính Thích Nữ Diệu Thuần, tháng 2 năm 2007. Lại nữa Quan Tụ Vương, như người sáng suốt khéo tu tập pháp môn du già tất địa, đối với pháp bí mật trong năm thứ trói buộc mà chịu sự trói buộc. Tùy theo chỗ tác pháp không vượt tam muội, người này dùng một câu đại minh lực mà có thể đoạn trừ tất cả sự trói buộc kia để an trú nơi pháp môn bí mật. Tùy ở nơi trói buộc mà thường không xa lìa tam muội, để Bồ Tát khéo léo đầy đủ phương tiện cũng lại như vậy. Ở trong cảnh ngũ dục mà tùy thuận với đùa, tùy theo chỗ tạo tác mà không hư hoại chánh hạnh, Bồ Tát này dùng lực của trí tuệ sáng suốt mà làm cho tất cả pháp nhiễm thành thanh tịnh. Đối với nhất thiết trí mà tâm có thể an trụ, tuy thọ năm thứ dục lạc mà thường sinh ở cõi phạm thiên. Vua Quan Tụ, nhờ thế gian có người giỏi dùng kiếm, đối với kiếm pháp rất là khéo léo thuần thục. Một hôm người này cất giấu kiếm kỹ và đi một mình nơi chỗ vắng vẻ nguy hiểm, giữa đường bỗng gặp một người cũng đi một mình lại không có dao gậy. Bây giờ người dùng kiếm thấy vậy bèn khởi tâm thương xót để đến gần mà nói rằng: đây ông đi một mình không có bạn bè, lại không có dao gậy thì lấy gì để bảo vệ thân, ông hãy cùng đi với ta thì ta sẽ khiến cho ông không bị tổn hại. Nếu lỡ gặp giặc cướp thì ta sẽ bảo vệ cho ông. Nói xong thì hai người cùng đi, giữa đường bỗng gặp bọn giặc cướp. Người kia không biết người này có giấu kiếm, vừa thấy giặc cướp liền hoảng sợ. Bây giờ mà dùng kiếm phát tâm dũng mãnh không sợ hãi, liền rút kiếm ra đánh nhau với giặc cướp, khiến tất cả bọn giặc đều bị chết hết. Người dùng kiếm ấy để tự bảo vệ thân mình, đã có thể bảo vệ cho bạn đồng hành được an ổn vượt khỏi hiểm nạn. Đại Bồ Tát đầy đủ phương tiện khéo léo cũng là như vậy, có thể đầy đủ các phương tiện nhưng cũng cần đến kiếm tuệ. Thì ở trong cảnh ngũ dục mà tùy thuận vui đùa nhưng không khiến thân căn làm việc phóng dật, đã có thể giữ gìn thân căn. Giả sử có lúc gặp ma phiền não thì Bồ Tát cũng không động chuyển mà áo giáp tinh tấn mà không sanh lo sợ, dùng kiếm trí tuệ chặt đứt phiền não khiến được thanh tịnh. Bồ Tát thường sanh ở cõi Phật thanh tịnh. Lúc bấy giờ trong hội chúng có vị Bồ Tát tên là Tác Ái, đã đến giờ ăn nên vào thành sẽ về khất thực. Khi ấy Bồ Tát theo thứ tự đi đến một nhà một vị trưởng giả, để đứng bên cửa cất tiếng khất thực. Trưởng giả ấy có con gái tên là Thượng Tài, dung mạo xinh đẹp ai thấy cũng thích. Bây giờ Thượng Tài nghe tiếng Bồ Tát liền đem thức ăn ra cúng dường. Thượng Tài tranh thức ăn rồi bỗng sinh tâm ưa thích, từ dáng vẻ tiếng đến tiếng nói cô đều đắm trước. Do nhân duyên này mà khởi tâm nhiễm ô, Bồ Tát Tác Ái thấy người nữ này dễ biết được tâm niệm ấy. Nhưng lúc ấy Bồ Tát không có tác ý nhiễm ô. Trong khoảnh khắc liền tự tư duy, nếu khởi tâm niệm nhiễm ô thì đó là lỗi lớn. Tại vì sao? Nơi thân người nữ này ta yêu mến chỗ nào? Nếu nói con mắt đáng yêu thì mắt là cục thịt bất tịnh, chịu sự vô thường tan rã, tự tánh nó là không, thì có chỗ nào mà yêu mến? Nếu tai mũi lưỡi thân ý là đáng yêu thì các căn ấy cũng như con mắt, tự tánh đều là không, không có chân thật, sao yêu thích? Như vậy theo đủ đến đỉnh cho đến ở trong ngoài trong giữa thì tham đắm chỗ nào? Như vậy từ đầu đến chân cho đến trong ngoài ở giữa mà mỗi đều quan sát kỹ càng, trong ấy không có pháp nhỏ nào có thể đắc. Này ta quan sát như thật rồi, đối với tất cả các pháp đều không chỗ có. Do pháp không có nên pháp không sanh. Lúc Bồ Tát khởi suy nghĩ như vậy liền đắc vô sanh pháp nhẫn, có lợi ích. Rồi Bồ Tát sanh tâm hoan hỷ, liền từ chỗ mình bay lên hư không cao bằng một cây đa la, đi quanh bảy vòng rồi ra khỏi thành sẽ về ở trên hư không mà đi đến chỗ Đức Phật. Lúc bấy giờ Thế Tôn thấy Bồ Tát Tác Ái với oai đức cao lớn như ngọc chúa từ nơi hư không từ tại mà đến, Thế Tôn thấy rồi liền bảo A Nan rằng: A Nan, ông thấy Bồ Tát Tác Ái từ hư không đến chăng? A Nan bạch Phật rằng:
Bạch Thế Tôn, con đã thấy. Phật bảo A Nan, nay ông phải biết, Bồ Tát này đã xa lìa tâm tham ái, đối với tất cả các pháp chứng vô sanh pháp nhẫn hoàn toàn không có chỗ đắc, mà có thể hàng phục tất cả ma quân, là về chúng sinh mà chuyển pháp luân. Lúc Đức Phật nói lời này, thì Bồ Tát Tác Ái đứng giữa hư không nghe Phật thuyết pháp. Bây giờ thượng tài bỗng nhiên mạng chung trong nhà trưởng giả, sẽ lên cõi trời thứ 33, chuyển thân nữ thành thân thiên tử. Lúc thiên tử vừa sanh, thì có cung điện bị báo trang nghiêm phi diệu đồng xuất hiện. Rộng đến 12 giờ tuần, là có 14.000 quyến thuộc thiên nữ đồng sanh ra. Chỉ trong chốc lát, các thiên nữ này tự có trí tuệ phát sanh và đều suy nghĩ rằng, chúng ta nay có căn lành gì mà được sanh ở đây? Rồi liền biết đời trước tại thành sẽ phải có người con gái trưởng giả để khởi tâm ái nhiễm đối với một vị Bồ Tát. Do nhân duyên này mà mạng chung được sinh cõi trời, vị thân nữ thành tướng thiên tử, lại đắc vô lượng quả báo thù thắng và thần thông. Chúng ta do nhân duyên thù thắng của thiên tử này cho nên cũng sinh ở đây. Lúc suy nghĩ như vậy rồi, ai cũng trụ tâm nơi hoan hỷ. Lúc bấy giờ thiên tử mới sanh về, liền nghĩ rằng, đời trước ta ở thế gian đã sanh tâm ái nhiễm, và hôm nay được quả báo thù thắng nhân duyên này là do thiện lực tăng thượng của Bồ Tát Tác Ái muốn dắt dẫn nên có, thì ta phải đến chỗ Phật để cung kính cúng dường Đức Thế Tôn và chiêm ngưỡng đảnh lễ Bồ Tát Tác Ái. Khi thiên tử khởi niệm như vậy rồi, liền dùng các thiên nữ quyến thuộc cầm các hoa hương thù thắng vi diệu từ nơi cõi trời mới đến chỗ Phật, đến rồi đặt mặt đảnh lễ dưới chân Thế Tôn, để ở trước Đức Phật chắp tay hướng lên hư không, xoay mình đảnh lễ Bồ Tát Tác Ái, sau đó đem các hương hoa tôn trọng cung kính cúng dường Đức Thế Tôn, cúng dường xong đi nhiễu bên phải ba vòng, chắp tay hướng về Đức Phật nói bài kệ rằng: Đấng Thế Tôn không thể nghĩ bàn, Đại Bồ Đề không thể nghĩ bàn, hành chư Phật không thể nghĩ bàn, pháp chư Phật không thể nghĩ bàn. Con gái trưởng giả thành xá vệ, cha đặt cho tên là Thượng Tài, nhan sắc xinh đẹp ai cũng thích, cha mẹ bà con cũng mến yêu. Trong một hôm, có đệ tử Phật tên Tác Ái đủ đại oai đức đi vào thành sẽ vẻ khất thực tuần tự rồi đi đến nhà con. Con nghe được âm thanh êm dịu liền vui vẻ đem thức ăn ra đến trước mặt Bồ Tát Tác Ái, tâm tôn trọng dâng lên cúng dường. Khi ấy thấy dung mạo đoan trang, tâm sanh ái muốn cùng hòa hợp, nhân duyên kia không thể thành tựu, trong sát na con đã mạng chung. Này con không thể nói đầy đủ, Bồ Tát Tác Ái nhân duyên lớn, không sanh tâm ái nhiễm các pháp, khiến con sanh về nơi thù thắng. Thế Tôn, con đã xả báo thân, chui thay được đoạn trừ thân nữ, làm thân nam rực rỡ uy quang, đã được sanh về nơi cõi trời, đồng sanh cùng có các thiên nữ, 14.000 làm quyến thuộc, lại có cung điện, 7 báu đẹp, ví dụ trang nghiêm cùng hiện ra. Khi ấy con liền khởi suy nghĩ, ấy là việc không thể nghĩ bàn. Con dùng tâm nhiễm ái làm nhân, sao lại có quả báo thanh tịnh? Bồ Tát Tác Ái thật hiếm có, cũng gọi Tác Hỷ, Tác Quang Minh. Thân con có uy quang rực rỡ, là nhân thù thắng của Bồ Tát. Nhân nhiễm ô có quả như vậy, thân mong duyên giác không thể biết. Trong các thừa không có phép này, chỉ có Thế Tôn là hiểu biết. Giả sử trải qua hàng xa kiếp, không thể tu học trí của Phật, nay con xin đem tâm hoan hỷ mà cầu quả vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát Tác Ái oai đức lớn, là tri thức tối thượng của con. Do Bồ Tát con được gặp Phật, an trụ Bồ Đề không thối chuyển, con biết tu hành hạnh Bồ Đề, tâm không được tham ái đắm nhiễm, nguyện cầu tất cả đều như con, chỉ thân nữ được làm thân nam. Trong kiếp trước, lúc con mạng chung, cha mẹ bà con đều sầu não, do ân ái ràng buộc nơi tâm, nên với sa môn sanh sân hận, để con nhờ thần lực của Phật, trong sát na đến chỗ mẹ cha, ở nơi hư không mà nói lời rằng, với sa môn cho sanh sân hận, người sanh sân hận mắc lỗi lớn, trên đêm dài mãi chịu khổ đau. Thượng tài lúc trước chính là con, đã sinh về cõi trời đáo lợi, chỉ thân nữ quả báo đời trước, làm thân thiên tử có oai quang. Nay cha mẹ đến chỗ Thế Tôn, mà sám hối vì tâm sân hận, Phật là cha lành của chúng sanh, là nơi chúng sanh muốn nương tựa. Cha mẹ nghe Phật thuyết pháp rồi, sự khởi tâm thù thắng rộng lớn. Bây giờ cha mẹ nương Phật lực và cùng đến chỗ Đức Thế Tôn,
đến hồi đầu mặc lễ chân Phật trước sám hối vì khởi tâm sân hận, thưa rằng nếu con quy y Phật, rồi chắp tay mà nói hỏi lời rằng: Ngôi Tam Bảo thật là tối thắng, việc cúng dường nên phải làm sao? Chư Phật mới biết tâm ý con, nguyện Phật thuyết giảng lời con hỏi. Nói lời xong, trụ nơi chí thành, nhất tâm khát ngưỡng mà nghe nhận. Phật bảo cha mẹ thường tà rằng: Các ngươi lắng nghe lời ta nói, nếu muốn cúng dường lên chư Phật thì phải phát khởi tâm Bồ Đề, phải biết con gái của các ngươi đã gieo căn lành 500 kiếp, nên chuyển thân nữ làm thiên tử, là vì cha mẹ mà dẫn dắt. Hai người nghe lời Phật dạy rồi, liền phát tâm Bồ Đề vô thượng, hoan hỷ khen ngợi mà nói rằng: Phật tối tôn nói lời như thật. Bây giờ Phật bảo A Nan rằng: Đâu phải biết sự việc này là phương tiện hay của Bồ Tát đối với tâm nhiễm mà thanh tịnh, như thượng tài chưa đổi nữ thân, tất cả chúng sanh cũng như vậy. A Nan, công đức thù thắng này sẽ khiến chúng sanh lìa đau khổ. Nay thiên tử phước báo thù thắng đối với tâm nhiễm mà thanh tịnh, do cung kính chư Phật Thế Tôn, tôn trọng đạo Bồ Đề vô thượng, như kiếp đã từng cúng dường Phật, nơi chư Phật đã trồng căn lành, tâm Bồ Đề an trú kiên cố, chắc định sẽ đắc quả Bồ Đề. Lúc bấy giờ Tôn giả A Nan bạch Phật rằng: Bà Thế Tôn, con nghĩ rằng thế như Tu Di Sơn Vương chúng bảo sở thành, tuy chủng chủng bảo hữu chủng chủng sắc, thế như núi Tu Di lớn là bằng các thứ báu, các thứ báu có các màu sắc, nhưng sắc vàng rồng là hơn hết. Bồ Tát Ma Tát cũng là như vậy, hoặc tâm thanh tịnh, hoặc tâm nhiễm ô, hoặc tâm trụ nơi pháp, hoặc không trụ nơi pháp, thì các tâm sai khác như vậy mà tâm nhất thiết trí vẫn là hơn hết. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát lúc bắt đầu an trú nơi tâm nhất thiết trí, đối với các pháp nhiễm đều có thể thanh tịnh, là như có thuốc thứ thuốc tên là thiện hiện, có thể trị tất cả bệnh khổ ở thế gian. Đại Bồ Tát cũng là như vậy, khi tâm trú nơi nhất thiết trí rồi thì có thể đoạn trừ các bệnh tham sân si. Lúc bấy giờ Thế Tôn khen ngợi Tôn giả A Nan rằng: Lành thay A Nan, đúng thế như lời ông nói. Lúc bấy giờ Tôn giả Đại Ca Diếp đến trước Phật bạch rằng: Hy hữu Thế Tôn, Đại Bồ Tát có thể thực hành hạnh vắng lặng tối thượng, có thể đối với tất cả chúng sanh mà khởi tâm thương xót làm lợi ích, là có thể tu tập pháp môn không vô tướng vô nguyện giải thoát mà không ưa thích pháp của Thanh Văn Duyên Giác, đối với tất cả chỗ đều không xa lìa tâm nhất thiết trí, đầy đủ phương tiện khéo léo không thể nghĩ bàn. Bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát thực hành các việc không nắm trước, không có chướng ngại ở trong các sắc thanh hương vị xúc mà không chấp thủ, cũng không tạo tác. Bạch Thế Tôn, nếu con muốn nói thí dụ để rõ về Bồ Tát hạnh, xin Đức Thế Tôn hứa khả cho chúng con được nói. Phật dạy Đại Ca Diếp, nay chính là phải lúc ông nên nói. Đại Ca Diếp thưa Bạch Thế Tôn, thí ví dụ như thế gian có một số trăm ngàn người chúng, thế như trên thế gian có một số trăm ngàn người ở nơi chỗ vắng vẻ nguy hiểm, thế có một đứa một cửa để ra vào. Bây giờ mọi người đều đi vào cửa, ra khỏi cửa rồi là thấy con đường, đường ấy xa xăm lại nhiều hiểm nạn, mọi người thấy rồi đều sinh lòng sợ hãi. Bây giờ có một người trí huệ và có phương tiện khéo léo muốn làm lợi ích an lạc cho mọi người, bèn nói rằng: Các ngươi phải biết ở đây không xa có một thành lớn, thành ấy to lớn đẹp đẽ thanh tịnh, hay do đông đúc an ổn giàu có. Vào thành ấy rồi sẽ được vui sướng, ai vào thành này sẽ xa lìa các sự hiểm nạn lo sợ. Bây giờ trong chúng có một số người nghe lời này rồi liền nói rằng: Nơi tôi thích vào thành rồi, thấy được sự giàu có an ổn khoái lạc, liền sinh tâm yêu mến không sợ bỏ, đó trong ấy không muốn ra nữa. Có một số người nghe lời này rồi liền nói: Tôi cũng tùy thuận vào trong thành. Những người này tuy vào thành nhưng không thích ở, sau đó lại trở ra. Là nữa trong chúng có một số người nghe nói vậy mà không thể đi vào trong thành. Bạch Thế Tôn, đã có người trí qua khỏi thành này rồi, bước đi nơi đường vắng vẻ hiểm nạn, ra khỏi đường ấy rồi tới một con đường tắt. Đường này nhỏ hẹp khoảng chừng một thước, bên trái đường tắt có một cái hầm lớn sâu trăm ngàn mét, bên phải đường tắt cũng có một cái hầm lớn sâu trăm ngàn mét. Nếu có người nào rơi xuống hầm này thì không thể ra khỏi. Có một số người ở bốn phía con đường này nói rằng:
Chúng tôi ở đây làm ra sự sợ hãi, là nếu cách đường ấy không xa có một ngã tư. Có một số người đi lại nơi ấy, tùy theo hướng họ nhìn nơi nào cũng đều thấy một thành lớn. Thấy như vậy rồi mà sinh lòng ưa thích. Bây giờ người trí thấy con đường tắt nguy hiểm rồi, liền vượt qua đường ấy đến nơi an ổn. Bạch Thế Tôn, trên thế gian có vô số 100.000 người, thất dụ cho những chúng sanh ngu si, nơi một cửa dụ cho sự chấp thủ khó thân. Vào cửa rồi thấy con đường vắng vẻ hiểm nạn, dụ cho con đường sanh tử hiểm nạn. Đường xa xôi ấy dụ cho vô minh có ái làm nhân và thọ quả báo. Thật lâu dài được có người trí khéo hay dẫn dắt, dụ cho Đại Bồ Tát đầy đủ phương tiện khéo léo có thành lớn. Tức dụ cho chỗ chứng niết bàn của hàng vị thừa, có một số người vào thành rồi vui thích ở trong đó không muốn ra. Là dụ cho thanh văn duyên giác vì tính giải thấp kém nên sanh ý tưởng dừng nghỉ. Có một số người cũng muốn tùy thuận vào thành nhưng không thích ở, sau đó lại trở ra. Là dụ cho các Bồ Tát thành tựu tâm tính giải tối thượng. Có một số người tuy nghe nói nhưng không vào thành, là dụ cho hàng ngoại đạo vô tri thiếu phước. Có người trí qua khỏi thành rồi lại đi đến đường vắng vẻ, là dụ cho Đại Bồ Tát đầy đủ phương tiện khéo léo tên đó thực hành ba la mật đa. Con đường tắt một thức ấy là dụ cho pháp giới tối thượng hầm bên đây ấy, là dụ cho thanh văn địa hầm bên phải ấy, là dụ cho Bồ Tát địa. Có một số người ở bốn phía con đường phát ra âm thanh sợ hãi ấy, là dụ cho các ma vương và quyến thuộc của ma. Ngay từ đường ấy là dụ cho tứ nhiếp pháp, thì theo hướng họ nhìn nơi nào cũng đều thấy một thành lớn. Là dụ cho hàng nhị thừa thấy công đức của Phật, hoặc thấy việc làm của Phật, hoặc trí huệ của Phật mà sanh tâm ưa thích. Người trí đến nơi an ổn là dụ đến nhất thiết trí. Bạch Thế Tôn, như vậy các thí dụ đã nói đó đều là Đại Bồ Tát dùng phương tiện khéo léo để dẫn dắt chúng sanh là hành tối thượng tối thắng của Bồ Tát. Do nghĩa này nên con cung kính lại lại Đại Bồ Tát. Lúc bây giờ Thế Tôn khen ngợi tôn giả Đại Ca Diếp rằng: lành thay Đại Ca Diếp, ông khéo nói lời này. Khi Đức Phật khen ngợi Ca Diếp, thì trong chúng hội có 12.000 chúng sanh được làm theo người ở cõi trời đều phát tâm vô thượng trên đàn chánh giác và bảo Đại Ca Diếp rằng: nếu ông phải biết Đại Bồ Tát đã đủ phương tiện khéo léo là thành tựu vô lượng công đức đối với tất cả thời, đều có tạo tác mà không khởi các nghiệp bất thiện, với mình với người đều xa lìa làm lỗi. Lúc bấy giờ Bồ Tát trí thượng ở trong chúng hội thấy việc như vậy, nghe pháp như vậy, liền cung kính đến trước Phật bạch rằng: tại sao Thế Tôn, đời trước làm vị Bồ Tát nhất sanh bộ xứ ở trong pháp của Phật Ca Diếp từng nói lời này, tại sao cả bỏ râu tóc, sao cầu đạo Bồ Đề, mà thế mà Bồ Đề tối thượng này là khó đắc? Thuở xưa nói lời này có nghĩa là gì? Nay xin Phật vì con mà tuyên thuyết. Phải bảo Bồ Tát trí thượng rằng: thôi thôi thì nam tử cho nói lời này, phải biết Đại Bồ Tát vì theo chỗ nói đều có lợi ích. Vì sao vậy? Bởi Bồ Tát phương tiện không thể nghĩ bàn, thấy mỗi mỗi người chân chánh tùy theo chỗ trụ. Ở đây mỗi mỗi chúng sanh như vậy mà điều phục tất cả sở hành, nên biết không xa lìa phương tiện khéo léo của Đại Bồ Tát. Lại nữa trí thượng, ta nay vì ông mà rộng nói chánh pháp thâm sâu về phương tiện khéo léo của Đại Bồ Tát, ông hãy lắng nghe và suy nghĩ. Thì nam tử, đời trước lúc ta làm Bồ Tát ở nơi Đức Phật Nhiên Đăng và thành tựu phương tiện không thể nghĩ bàn, lúc bây giờ ta ở trong pháp của Phật mà chứng đắc vô sanh pháp nhẫn, từ đó về sau ta làm vị Bồ Tát nhẫn nhục vì Đại Bồ Đề nên càng tinh tấn, hoặc một kiếp hoặc trăm kiếp chưa từng biết nhát, chưa từng nhàm chán, chưa từng tất niệm nhiều lần vào trong đường luân hồi, dùng phương tiện khéo léo để độ cứu độ chúng sanh, dùng sức trí huệ của mình mà tùy theo chỗ làm đều khiến thành tựu, mãi về sau cũng không có ý tưởng dừng lại vì lỡ cho chúng sanh nên không nghỉ ngơi. Phải biết đây là phương tiện khéo léo của Đại Bồ Tát. Lại nữa thì nam tử, khi ta làm Bồ Tát vì Bồ Đề nên dẫu nhập tam ma địa vắng lặng của thanh văn cho đến nhập tam ma địa của Bồ Tát, hoặc thân hoặc tâm không có ý tưởng ra vào, tôi được an lạc vắng lặng và không trụ tham đắm, từ ở tam ma địa mà tinh tấn không biết giác, dùng 6 ba la mật và 4 nhiếp pháp để giáo hóa chúng sanh, tôi có tạo tác mà chưa từng biết giác dừng nghỉ. Phải biết đây là phương tiện khéo léo của Đại Bồ Tát. Lại nữa thì nam tử, lúc ta làm Bồ Tát đã được nhất sinh bộ xứ về bốn thành đạo chuyển pháp luân, nên ở nơi cung trời đâu xuất và quan sát như thật rằng: nay ta ở nơi cõi trời
Mình thành chánh giác giữa bất luân hay là ở nơi cõi người. Quan sát như vậy rồi lại suy nghĩ, có thể ở cõi trời mà làm sợ lợi ích này. Thì có người ở cõi Diêm Phù Đề không được nghe Pháp, nếu ở cõi Diêm Phù Đề làm việc lợi ích thì chư thiên cõi trời không được nghe Pháp, nên ta sẽ tùy chỗ thích nghi mà xuống cõi Diêm Phù Đề thành chánh giác và chư thiên cũng được lợi ích. Là nữa Bồ Tát tuy tư duy quán xét, nếu ta từ cõi trời đâu xuất, hạ sanh xuống nhân gian, không vào thai tạng hiện tướng thọ sanh, mà trong chốc lát liền thành chánh giác. Các chúng sinh ở cõi Diêm Phù Đề khởi tâm niệm nghi ngờ rằng, Bồ Tát Thích Ca này từ đâu mà đến, từ cõi trời hay trong loài càn thác bà, hay là biến hóa mà đến. Nhân nhân duyên này nên từ cõi trời xuống cõi Diêm Phù Đề, tùy thuận với thế gian nhập vào thai mẹ. Nên biết đây là phương tiện khéo léo của Đạo Bồ Tát. Lại nữa thì nam tử, Bồ Tát thì ở trong thai tạng, nhưng chúng sanh ở thế gian không nên về việc này mà khởi ý tưởng có thật. Tại vì sao? Bởi Bồ Tát vốn từ nơi tam địa vắng lặng không giới uế an tường mà đến, từ trong cõi trời hạ sanh vào cõi Diêm Phù Đề, sở thai thọ sanh xuất gia khổ hành nai chí tọa Bồ Đề trường thành đẳng chánh giác. Hàng phục ma chúng truyền đại pháp luân như thị, tất cả sự việc này Bồ Tát đều ở trong thanh tịnh, không nhiễm, không động, không chuyển, không ra, không vào. Do nghĩa này cho nên phải biết Bồ Tát hành thanh tịnh không thật trụ nơi thai tạng, đó chính là phương tiện khéo léo của Đại Bồ Tát. Là nữa, như do duyên gì Bồ Tát chỉ hiện ở thai sanh mà không hiện ở các sanh khác? Vì Bồ Tát đối với trong tất cả chúng sinh là tối thắng, là tinh khiết hoàn toàn không tạp nhiễm, dùng tướng như vậy để thể hiện nơi thai sanh, đó là phương tiện khéo léo của Đại Bồ Tát. Là nữa, Bồ Tát ban đầu vào thai mẹ có tướng như thế nào? Đó là Bồ Tát vào thai mẹ trong ngoài đều thanh tịnh, an ổn, không khó, không có khổ não. Như khi trước kia ở cõi trời hưởng sự khoái lạc, thì lúc này Bồ Tát vào thai mẹ cũng hưởng sự khoái lạc như vậy. Không như người thế gian nắm giữ tinh cha huyết mẹ ô uế bất tịnh mà ở trong thai. Lại nữa, cái nhân duyên gì mà Bồ Tát ở trong thai mẹ trải qua 10 tháng không tăng không giảm? Đó là Bồ Tát ở trong thai mẹ không giống như thế gian, có tăng có giảm theo số lượng ngày tháng. Do tăng giảm nên thai tạng không đầy đủ, các căn có thiếu sót của Bồ Tát ở trong thai mẹ đầy đủ 10 tháng, cho nên các căn đầy đủ không tăng giảm. Nên biết đây là phương tiện khéo léo của Đại Bồ Tát. Là nữa, do nhân duyên gì Bồ Tát không thích cung điện mà sống trong núi rừng? Đó là Bồ Tát trong thời gian lâu dài xa lìa sự ồn ào mà đến nơi vắng lặng để tu hành tịch tịnh. Có trời đồng dạ xoa cả các bà đến ủng hộ, Bồ Tát muốn tất cả dân chúng thành ca thị la đem hoa hương đến tùy cúng dường và chiêm ngưỡng. Cho nhân duyên này Bồ Tát sống trong núi rừng. Lại nữa, do nhân duyên gì mà mẹ của Bồ Tát vịnh cành cây sinh ra Bồ Tát? Đó là mẹ của Bồ Tát không giống những người mẹ trên thế gian, khi sinh con phải chịu khổ não rất lớn. Khi mà gia phu nhân sanh Bồ Tát thì tờ hưởng sự được sự khoái lạc. Do nhân duyên này nên mẹ của Bồ Tát vịnh cành cây mà sinh Bồ Tát. Là nữa, do nhân duyên gì mà Bồ Tát lúc ở trong thai mẹ lại suy nghĩ có thể biết được ba việc của thế gian: nhập thai, trụ thai, xuất thai. Cho đến khi Bồ Tát khi vào thai, trụ thai cũng đều biết hết. Đó là Bồ Tát có hạnh thanh tịnh, là bậc tối thượng trong ba cõi, có chánh niệm hiện tiền đối với tất cả pháp đều không quên mất. Cho nên tuy Bồ Tát ở trong thai mà có thể nghĩ, có thể biết tất cả việc. Lại nữa, cho nhân duyên gì mà khi Bồ Tát sinh ra chỉ có vua đế thích đến ủng hộ, Bồ Tát sinh rồi là phải đến nâng đỡ, khế không có chư thiên nào khác. Bởi vì vua đế thích trước đó phát đại nguyện rằng khi Bồ Tát sinh sẽ đến ủng hộ, do sức căn lành đời trước nên lúc sinh Bồ Tát chỉ có vua đế thích đến ủng hộ. Lại nữa, khi nhân duyên gì mà Bồ Tát sinh rồi giữa bốn phương lại bước 7 bước, sao không giảm lại 6 bước hoặc tăng lên 8 bước? Đó là Bồ Tát dùng phương tiện tùy nghi thần thông biến hóa tướng như vậy. Cho nhân duyên này mà chỉ đi 7 bước chứ không tăng không giảm. Cho nhân duyên gì mà Bồ Tát rồi đã nói lời rằng ta là tối tôn tối thắng nơi thế gian? Đại giải thoát sanh già bệnh chết các chư thiên ở cõi giới cõi sắc giới, nghe Bồ Tát sanh liền đến đảnh lễ chiêm bái, một mỗi vị tùy theo chỗ cảm ứng mà được lợi ích. Lúc bấy giờ Bồ Tát liền suy nghĩ, chỉ có chư thiên ở cõi sắc giới mới biết việc này. Nay ta muốn tất cả đều được nghe biết. Suy nghĩ như vậy rồi bèn phát lời rằng,
Ta là bậc tối tôn, tối thắng ở thế gian, đã giải thoát sanh già bệnh chết. Khi nói lời này, từ có 3.000 đại thiên thế giới, các thiên tử cùng các chư thiên nghe được, và chỉ trong chốc lát tất cả đều đến chỗ Bồ Tát, chắp tay cung kính, tùy hỷ khen ngợi. Do nhân duyên này mà nói, ta là bậc tối tôn, tối thắng ở thế gian. Phật thuyết Đại Phương Quảng Thiện Xảo Phương Tiện Kinh, quyển thứ hai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.